chủ nhật. Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học trong một cái phương pháp thứ hai để hình thành và cấu tạo nên từ vựng tiếng Anh, đó là phương pháp phức hợp. Hôm trước thì cô đã hướng dẫn cho các em về cái phương pháp phái sinh ở trong tiếng Anh rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một phương pháp, đó là phương pháp phức hợp nhá. Cô quên hoàng tử nam mất rồi, điều thế. Phương pháp phức hợp là gì ạ? Ừ, cô sẽ trả lời Bujang đây. Phương pháp phức hợp có nghĩa là khi mà các em ghép hai cái từ đơn với nhau ấy, đấy, nó để tạo thành một cái từ mới thì mình sẽ gọi đó là phương pháp phức hợp. Ví dụ chúng ta có từ trái đất, đó là từ Earth, Earth. Và chúng ta có cái từ đó là từ Quake, Quake. Vậy chúng ta sẽ tạo thành Earthquake, Earthquake. Đấy là cơn động đất, đúng không? Đó, đấy chính là phương pháp phức hợp đấy em. Chuẩn là ở nhà học bài, em đang chưa biết làm thế nào để cho hết chỗ writing hôm nọ vô đầu đấy cô ơi. Phải cho thôi. Học sinh đến trái đất để học mà em. Cô giáo đến trái đất chỉ để dạy thôi mà. Hôm nay thì bài học của cô sẽ gồm có tất cả là 3 phần nhá. Cô dạo này hay live tối thế ạ? À? Trời ơi, mới dạo này gì, mới có hôm nay dạo này gì ở Quyên. Nhưng mà chắc là cô cũng không thể livestream vào buổi sáng được rồi. Vì buổi sáng của cô đang có phát sinh một lớp. Các bạn đang rất là cần cô dạy phần listening và phần reading vào buổi sáng. Nên là do cái phát sinh đó nên khả năng là cô phải chuyển sang livestream vào buổi tối luôn rồi mất Quyên ơi. Nên mà livestream vào buổi tối với cô là cả một nỗ lực đấy. Bởi vì là khi cô về nhà buổi tối thì cũng rất là muộn rồi. Bình thường thì các em biết dây học viện mình là tan vào lúc là 9 rưỡi tối thì tất cả các lớp tan. Nhưng mà hầu như là 10 giờ thì bắt đầu là học sinh mới về hết. 10 giờ rưỡi cô mới về đến nhà. Nên là để cô livestream vào tối muộn muộn thì chắc cũng không thể quá lâu được. Đấy, với lại khi mà cô live đó thì phải là một nỗ lực. Đúng rồi, các em hãy làm như bạn Huy Nguyễn nhá. Tức là các bạn là sẽ tag ba người bạn của mình vào và nhận cái tài liệu full dành cho livestream này nhá. Hôm nay trong bài học của chúng ta sẽ gồm có tất cả là phương pháp phức hợp đối với ba thể loại từ. Và chúng ta sẽ có thứ nhất đó là sanh từ phức hợp. Hôm nay thì cô ở nhà và máy in của cô đột xuất là nó có vấn đề. Nên là cô không thể in bài để dơ lên cho các em như mọi khi mất rồi. Đó, thế cho nên là hôm nay thì cô sẽ hỗ trợ bằng cách là typing lên trên cái comments nhá. Các em nhìn comments của cô, avatar của cô màu đỏ đấy, các em nhìn thấy chưa? Chúng ta có thứ nhất đó là danh từ phức hợp. Danh từ phức hợp có nghĩa là khi mà chúng ta ghép một danh từ với một danh từ thì đấy gọi là danh từ phức hợp được tạo ra từ hai danh từ khác nhau. Đó, thì danh từ phức hợp có rất nhiều những cái cách ghép. Cách ghép thứ nhất đó là chúng ta sẽ có là danh từ cộng với danh từ. Thì đấy là cái cách ghép thứ nhất. Đây, cô type lên màn hình cho các em nhé. Các em sẽ không sợ là không nhìn thấy đâu. Đợi cô một chút nha. Thì cái phương pháp phức hợp đối với danh từ thì sẽ có trường hợp thứ nhất, đó là các em nhìn thấy một từ là danh từ cộng với danh từ. Ví dụ từ class cộng với từ room tạo thành từ đó là classroom, lớp học. Từ thứ hai là newspaper, đó là news cộng với paper thì mình có là newspaper. Từ thứ ba đó là từ cupboard, 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 đúng không? Cái tủ đựng chén bát đấy. The next one, what do we have? Do you see on the screen? Các em có nhìn thấy ở trên màn hình của cô không? Và từ nữa đó là từ bookcase. Bookcase, đúng không? Vậy chúng ta có danh từ cộng với danh từ. Chúng ta sẽ có một số các ví dụ như cô type ở trên cái comments, đúng không? Đó, thì đó là classroom, newspaper, cupboard, bookcase. À, từ tiết kiệm tiền à? Cost effective. Cost effective, nhá. Chi thư. Cái phương thức thứ hai đó chính là danh từ cộng với danh động từ. Các em biết thế nào là danh động từ không? Danh động từ đó là khi chúng ta tạo một danh từ từ một cái động từ cộng với đuôi ing. Ví dụ như khi mà dĩ nhiên nếu mà mình muốn biết, mình biết được là cái danh từ của từ behave đấy là behavior thì tốt quá rồi. Nhưng nếu như mà chúng ta bí quá không biết là behave với noun danh từ sẽ là behavior thì đơn giản là các em chỉ cần tạo thành your behaving is rude. Cái cách cư xử của mày quá là lỗ mãng. Đó, thì các em chỉ cần tạo là behave plus ing. Vậy thì verb cộng với ing nó sẽ tạo thành dạng thức đó là noun, đó là dạng thức danh từ. Cái đấy gọi là danh động từ. Và chúng ta sẽ có một số từ như là cô có type ở đây, handwriting, thì hand là danh từ cộng với writing, đó chính là danh động từ đấy, chữ viết đúng không?
The next is sunbathing. Sunbathing, đây là chỉ việc tắm nắng đúng không nào? And sightseeing. Sightseeing, đi ngắm cảnh đúng không? Nhìn cái cảnh đấy. Ô Minh, nghiện nghe cô Thủy nói chuyện à? Nghiện nghe cô nói chuyện thôi chứ không nghiện nghe cô dạy học à? Ok, chúng ta sẽ có cái trường hợp thứ ba, đó chính là chúng ta có cái động từ cộng với danh từ đúng không? Động từ cộng với danh từ. Cái bài này thì tiện thể sẽ review cho các em luôn về cái việc là các cái loại từ trong tiếng Anh là gì. Các em có biết cái từ mà cô có type ở trên màn hình đây là từ gì không? Đó là từ scarecrow. 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 Các em biết từ này là gì không? Từ này có một cái nghĩa rất là hay, đó là bù nhìn đấy. Scarecrow. Scarecrow. Không hiểu tại sao một lần cô nhìn thấy cái từ này, cô cảm thấy rất là impressive, rất là ấn tượng với cái từ này. Scarecrow. Scarecrow. Từ này có nghĩa là bù nhìn này. Scarecrow. Scarecrow. Rồi chúng ta có từ kế tiếp là từ pickpockets. 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 Đây là móc túi đúng không nào? And the last one we have got it as break water. Break water. Đây là chắn sóng đúng không? Từ bù nhìn hay quá, thế người ta bảo hay cũng bảo hay. Mụ này. Đúng rồi đấy, hôm nay cô livestream sớm đấy. Ok, chúng ta sẽ có từ đúng rồi đấy trong mấy từ này. Chẳng hiểu sao cô rất thích cái từ scarecrow. Scarecrow, từ đấy có nghĩa là bù nhìn đúng không? Scarecrow, scarecrow. Pickpockets, pickpockets, kẻ móc túi. And we have, what else? We have break water, break water. Các em nhớ từ nước nhá, từ đó là water, water. Chứ không phải phát âm là water, water nhá. Break water, break water. Đây là đê chắn sóng. Ok. Chúng ta có từ kế tiếp, đó là cái dạng thức của cái phương pháp kết hợp, là nó kết hợp giữa động từ cộng với trạng từ. Có rất nhiều từ rất là hay này. Đây, cô thải lên cho các em nhá. Nhớ là quy tắc lớp học của chúng ta là các em phải chấm một cái để cô biết là các em đang nghe theo cô nói nhá. Rồi chúng ta sẽ có từ thứ nhất, đó là từ breakdown. Breakdown, breakdown. Breakdown ở đây có nghĩa là sự sụp đổ đúng không? Cái này là cô nhớ là từ breakdown thì người ta hay sử dụng đối với cả các cái chỉ về các cái sự cố kỹ thuật ấy. Ví dụ như là mình có thể nói cái câu đấy là chúng ta hãy đi vào một ngân hàng khi mà máy chủ của nó bị hỏng thì sẽ biết được cái công nghệ nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống bình thường. We should go to a bank when their main computer breaks down to see the significance of technology. Đúng không? Đó, là để chỉ là chúng ta nên vào một cái ngân hàng khi mà nó có cái sự cố về máy chủ. Thì sự cố kỹ thuật người ta hay sử dụng với cái là breakdown. Breakdown when their main computer has breakdown. Breakdown. Ok, và từ kế tiếp các em có thấy không? Đó là walkouts. 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 Walkouts là bãi công đấy. Ok, những từ rất là hay đúng không? Mà lại còn rất là popular. Mình có thể học và để sử dụng nhiều nữa. Cái này thì nó có xảy ra ở một trường hợp kế tiếp nữa. Đó là danh động từ cộng với danh từ. Nào lúc nãy cô Thủy có nói về danh động từ. Các em có nhớ danh động từ là cái gì không đấy? Danh động từ đó là gì nhỉ? Là verb, là động từ cộng với đuôi ing để tạo thành dạng danh từ đúng không? Ví dụ cô có type trên màn hình đây là waiting room. Waiting room. Waiting room, đấy chính là cái phòng để cho mình ngồi mình đợi, đó là phòng chờ đúng không? Waiting room, waiting room, waiting room. The next one, sleeping pill, sleeping pill. Pill là cái viên thuốc đúng không? Sleeping, đấy là danh động từ ngủ mà. Sleep, động từ đúng không? Ngủ và cộng với đuôi ing để tạo thành danh động từ. Vậy thì sleeping pill sẽ là viên thuốc ngủ. How about the last one? We have walking stick. Walking stick. Walking stick. Đây là cái gì nhỉ? Cái gậy chống đúng không? Của những người mà họ gặp khó khăn trong cái việc đi lại. Ok. Cô chia sẻ thêm nhiều từ hay hay cô nhé. Ừ. À, ok. Có bạn lúc nãy vừa hỏi cô cái gì dài dài cơ mà. Để cô xem lại nào. Nghề của bạn là bù nhìn canh dưa hôm nay mới biết. Trời ơi. Blue Bắc khóa 190 từ 60 có bài đúng không cô? Trời ơi,
sao lại hỏi cô bài trên livestream thế này? À, để cô nhớ lại xem nào. Bài hôm 190 hôm nọ là cô dạy IELTS Writing Task 1 và chủ đề là về line graph, là biểu đồ dây đúng không nhỉ? À, đúng rồi, à, bài tập về nhà chỉ là các em attend livestream và học thuộc lòng những gì cô dạy, lớp cô sẽ không dạy lại đâu, cô kiểm tra đấy nha. À, đấy, cô đang bảo là cô đi mua lợn để cho lớp đấy nha. Đồng chí nào mà không học bài, cô bắt bỏ lợn cho lợn ăn luôn. Thế mà cô bận quá, cô bận đến nỗi cô chưa có thời gian để đi đâu cơ mà. Chúng ta có tính từ cộng với danh từ này. Các em biết là tính từ thì đứng trước danh từ rồi đúng không? Ví như mà nó tạo thành một cái từ mới. Ví dụ như là ngày xưa thì cô nhớ là năm lớp 1 ý, cô học cái từ là cái từ bảng đen ý. Đấy, đấy là từ gì nhỉ? Blackboard. 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 Và ngày xưa làm sao mà trong những cái năm đầu đời, tức là khi cô mới 5 tuổi, 6 tuổi, cô học để nhớ được cái chính tả của cái từ blackboard. Xong cô cảm thấy nó khó khăn vô cùng tận luôn. Blackboard. Blackboard. Rồi cô phải học là gì các em biết không? Bà lão ăn củ khoai, bắt ông ăn rau dền. Ôi trời ơi, siêu thảm họa luôn. Bà lão ăn củ khoai, bắt ông ăn rau dền, kinh hoàng luôn. Blackboard. Blackboard là cái bảng đen ấy. Rồi chúng ta sẽ có kế tiếp, đó là từ greenhouse. Greenhouse, đấy là từ để chỉ nhà kính đúng không? Ngày nay thì greenhouse gas emission, đó chính là để chỉ hiệu ứng nhà kính và sự thải. Hiệu ứng nhà kính đó là cái vấn đề về môi trường rất là đáng quan ngại. Because that contributes to global warming. It's the situation of increasing temperatures on the globe. Và nó tạo ra cái gọi là cái sự nóng dần lên của trái đất. Và đây là một vấn đề về môi trường hàng đầu mà mọi người rất là nhức nhối. It's the situation of increasing temperatures on the globe. Đó chính là cái hiệu ứng, đó là để chỉ về cái nhiệt độ trái đất càng ngày càng gia tăng. Và các em biết không, biểu hiện của global warming bây giờ không phải là hotter summer mà là the winter becomes milder. I mean the winter becomes less cold. Và biểu hiện của cái global warming nó không phải ở việc là mùa hè nóng hơn đâu các em, mà nó ở cái việc là mùa đông bây giờ thì nó bớt lạnh đi đúng không nào? Đó, công nhận đấy, bây giờ gần Noel đến nơi rồi, cô cảm giác như vậy mà bây giờ vẫn rất là nóng luôn. Highway là từ dùng để chỉ cái đường quốc lộ. Chúng ta có đấy là từ để chỉ trạng từ cộng với danh từ. Trạng từ thì cộng với danh từ nó cũng sẽ tạo thành một cái phương pháp phức hợp mới để tạo ra từ. Ví dụ như kem có từ outbreak. 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 Từ đó chính là phát sinh từ gì nhỉ? Break out. Break out. Đấy là bùng nổ đúng không? Vậy thì outbreak. Outbreak, đấy chính là sự bùng nổ, đúng không các em? Ok, and the next one. Các em toàn dùng từ áo khoác là từ coats, đúng không nhỉ? Nhưng mà overcoats, overcoats, nhớ phát âm chuẩn nhá. Overcoats, overcoats, đừng có phát âm là overcoat, overcoat đấy. Overcoats, overcoats là từ chỉ áo khoác, từ này rất là hay sử dụng. Operator, 60 đi tới tổ ra highway à? À, cô ơi, cấp 2 năm nay cuối cấp phải thi A2 thì bằng mấy chấm? Thi A2 có khó không cô ơi? À, thi A2 thì vô cùng đơn giản luôn em ơi. À, ví dụ nhá, cô ví dụ này là chẳng hạn như là mình có cái IELTS thì nó sẽ chia band đúng không các em? À, các em biết không, nếu như mà bình thường các em mà đã tốt nghiệp phổ thông trung học mà các em muốn các em muốn attend một cái trường đại học mà các em muốn cái sử dụng IELTS thì các em sẽ cần độ khoảng tầm từ 5.0 này. Đấy, rồi thì là các em cần là 5.5 này. Một số các cái trường tốt hơn thì có thể là các em sẽ phải cần có cái là các em có thể cần cái là 5.5 này, 6 chấm này đúng không? Thậm chí một số trường mà nó restricted về cái chỉ tiêu tuyển sinh ấy, có thể nói tận 6 chấm. Còn thì cô có thể quy một cách gọi là nó hơi một cái gì đấy, gọi là tương đối thôi nha em nhá. Về cái việc là quy bà Ben chuẩn IELTS thì cô nghĩ rằng là cái bằng A2 ấy, nó vô cùng đơn giản. Nó chỉ rơi vào khoảng 3 chấm IELTS thôi. Còn em nào mà muốn thi mà thi TOEIC thì nó rơi vào khoảng 255 hoặc 400 thì nó cũng tương ứng với A2 rồi. Vì cô nhớ là B1 thì của khung quy chuẩn châu Âu thì nó sẽ bằng với 3.5 mà. Đó, thế cho nên là nó cũng đơn giản thôi.
Em học khóa học IELTS online cho người mất gốc. Trời ơi, cô bận quá, cô bận lắm luôn đi Nắng ơi. Cô bận kinh khủng khiếp luôn. Đâm ra lý do tại sao mà cô cứ đang hẹn với các em mà cô vẫn chưa thể nào mà lên sóng được. Cô bận một cách kinh khủng khiếp. Trời sao cô tưởng là cuối năm người ta đi học nó sẽ ít hơn. Trời sao cuối năm các bạn đi học còn rầm rộ hơn cả trong năm. Bé nhà mình học lớp 2 cho theo học lớp cô Thùy được chơi nhỉ? Học luôn. Học vào thứ 7 và chủ nhật nha, 9 rưỡi cho tới 11 giờ nha. Học ngay và luôn đi. À, nói chung thì chi phí học ở lớp đấy rất đắt đỏ. Mỗi hôm thì mẹ cháu sẽ phải mất một nồi lẩu để tặng cô giáo, thì cô giáo mới dạy, mà không thì thôi nhá Hoa nhá. Trạng từ cộng với động từ này, chúng ta có một số các cái, ví dụ như các em nhìn nhá, cô repeat lại cái chỗ đấy. Ví dụ như là downfall, 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 đấy là để chỉ cái sự trút đổ. Các em nhớ đừng đọc là fall, fall, fall nhá. Thế chúng ta có từ lúc nãy là từ gì nhỉ? Outbreak, 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 đấy là sự bùng nổ. Hay là các em biết không? Income, income là thu nhập. Từ phrasal verb thì là come in, come in, come in. Cô rất thích nhá. Money, money, come on, come on, come in, come in. Đấy, tiền, tiền, tiền. Money, money, I love you. Đến ngay, đến với tôi đúng không? Đến với Thủy ngay. Money, 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 come in, come in, come on, come on. Đó, income, income, thu nhập. Ok, and intake, intake. Take là mang, taken là mang vào, lấy vào. Vậy intake, intake là cái mức độ mà mình lấy vào. Ok. Đó, đúng rồi, B1 tầm 3.5 nhá. 10 nồi một buổi tối. Thế thì cô hôm sau cô lăn đi làm sao mà cô có thể cô có thể đi dạy được nữa rồi. Nguyễn Hương Giang 3 năm từ anh, giọng nói cử chỉ cách dẫn dắt vẫn y như xưa cô ơi. Úi, thank you em. À, Hương Giang, cô nhưng mà cái avatar nhìn toàn thấy cỏ mấy lại cây gì đó mà cô chưa nhìn rõ là Hương Giang có phải Hương Giang mà học lớp 1 à? Hương Giang có phải Hương Giang nếu mà 3 năm, Hương Giang học lớp 8 9 à em? Có phải Hương Giang không? Nếu mà đúng Hương Giang đó thì có về đội của cô không? Về làm cô giáo cho cô đi. Em cũng muốn học IELTS nhưng không có mất gốc. Em muốn đăng ký học online được không cô? Em không ở Hà Nội à, Pai Phạm, sao em không đến để học trực tiếp ý? Học online thì nói thẳng ra là không bao giờ bằng học trực tiếp được đâu em ơi. Nên các em phải cố gắng là nếu được thì đi học trực tiếp đi. Em có xin phép lớp trước mà. Xin phép trước lớp với xin phép lớp trước là cái gì đấy em? Thật là buồn bởi vì hôm đấy là cô dạy một cái bài về IELTS Writing Task Wildlife Graph thần thánh hay vô cùng luôn mà em lại không đi, thật là buồn. Riêng một mình Võ Thoại Tuấn Anh vì đã hối lộ cô và là soái ca của cô, đâm ra là hôm sau em phải mang USB đi. Cô có thể copy cho em nội dung của bài đấy nhá. Ok, he's a good student at the school. À, câu này dịch sang tiếng Việt là anh ấy là một học trò giỏi, một học trò ngoan của trường thôi em. Em ở thành phố Hồ Chí Minh à, có em muốn học trực tiếp lắm, trời ơi. Cô sẽ cố gắng làm sao để có thể phát triển được cái khóa học online sớm sớm một chút nhá. Để mai cô sẽ nói chuyện với phòng truyền thông bên cô xem nào. Có một cái phương pháp phức hợp này rất là hay nhá, mà cô rất thích này. Các em quan sát xem vì cô nghĩ chưa chắc các em đã biết đâu. Các em biết không? Đó là cái cách thức để sử dụng đại từ cộng với danh từ. Các em biết đại từ là gì không? Đại từ, đó, đại từ là gì nhỉ? Đại từ cộng với danh từ. Thì đại từ ví dụ he, she, it, we, you, I, đúng không nào? Các em biết không? Đại từ cộng với danh từ. Ví dụ chúng ta, các em nhìn lên trên cái comments của cô đi, hay cực. He goes, he là anh ấy ấy, goat là con dê, đúng không? Là goat đấy nhá. He goes, các em biết không? Là dê đực. Đó, he goes. Vậy các em đoán được không? Comment cho cô xem nào. Thì dê cái là gì nào? Nếu mà dê đực là he goes, thì dê cái là gì? Dê cái là gì nhỉ? Có bác bảo rằng mũi của cô giống mũi heo kìa, thật là đáng buồn. Mũi của tôi á, là mũi kỳ lân, mũi sư tử hay mũi gì gì đó ngồi lên tôi không cần biết, nhưng mà tóm lại là mũi này giúp tôi phát tài phát lộc là được. Trời ơi, bạn không học IELTS hay bạn không học tiếng Anh thì thôi, chứ việc gì bạn phải vào chửi người khác một câu vậy. Bạn có thể Alex Ferguson mà, mọi người đang cần tôi để học mà. Ok, đúng rồi đấy Thái Ngọc Phương Dung ơi, đó chính là she goes, she goes, she goes. Ok, chính xác. She goes, đấy chính là con dê cái chuẩn đấy. She go à, tớ là Vân. Ok, đúng rồi.
À, vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là cô tổng kết lại một chút nhá. À, đúng rồi đấy, con mèo này là mèo đực hay mèo cái, nó còn có là is it a he or a she, rất là hay. Có một lần cô đố học sinh cô là à, nếu mà em nhìn thấy con mèo nhà ai đấy, em hỏi là con này con đực hay con cái thì hỏi thế nào. Thế học sinh cô bảo là em không biết hỏi thế nào nhưng em sẽ vạch nó ra để xem. Trời ạ, à, sao lại có cái động tác nó rude thế chứ. Is it a boy or a girl? Is it a male or female? No, is it a he or she, right? Ok. Rồi, chúng ta có đấy là cái danh từ phức hợp ở dạng thức thứ nhất. Cô nhắc lại nhá. Classroom, lớp học này. À, đó là dạng danh từ cộng danh từ này. Newspaper, tờ báo này. Cupboard, bookcase, đúng không? Danh từ cộng danh động từ nào? Chúng ta sẽ có là handwriting, bản viết tay. Sunbathing, tắm nắng. Sightseeing, có cái từ rất là hay, các em nhớ không? Đó là động từ cộng danh từ scarecrow. Đấy là từ chỉ bù nhìn, ok. Pickpockets là kẻ móc túi này. Breakwater, đấy là cái đê chắn sóng này. Động từ cộng trạng từ nào chúng ta có là gì nhỉ? Breakdown là sụp đổ. Và walk out, đấy chính là bãi công. The next one, we have danh động từ cộng với danh từ. Chúng ta có nhiều waiting room, phòng chờ này. Sleeping pill, đấy là thuốc ngủ này. Walking stick, đấy là gậy trống. Nhớ phát âm walking, không phải phát âm là walking nhá. Ok, tính từ cộng danh từ nào? Blackboard, blackboard, đấy là cái bảng đen. Green house, đấy là cái nhà kính. Highway, đấy là đường quốc lộ. The next one, we have trạng từ cộng danh từ nào? Chúng ta có từ luôn là gì nhỉ? Outbreak, đấy chính là bùng nổ. Overcoat, áo khoác. Các em đừng có biết mỗi coat nhá. And the next one, trạng từ cộng động từ nhỉ? Downfall, đấy là sự trút đổ. Outbreak, đấy là sự bùng nổ. Income, thu nhập. Intake, lấy vào, đúng không? Đại từ cộng danh từ nào? He goes, dê đực. And she goes, dê cái. Tính từ phức hợp cộng với cái. Cô cảm ơn Lê Như Thuận nhá. Cô mở lớp online cho tụi em học với. Ừ, cô rất là cố gắng để mở lớp online. Chắc là trong một cái thời gian ngắn ngắn tới thì cô sẽ có thể là rảnh hơn thì cô sẽ mở lớp online để cho các em ở xa xa cô có thể có dịp attend lớp học của cô nhá. Sao các bạn chỉ là giấc mơ kia, nghe cái nickname thì có vẻ rất là lãng mạn hay, nhưng mà tại sao bạn lại thở ra cái lời nói rất là buồn cười thế nhỉ? Dạy tiếng Anh kiểu như cô thừa rồi á. Đi chết đi á, ôi trời ơi. Có vẻ với bạn là tôi thừa nhưng với những người khác thì họ rất là cần tôi. Many people need me. Em ạ. Cô dịch hộ em câu này gì đấy? She just moved to this house only a year. Cái câu này thì em viết sai rồi Thu Uyên ơi. Cái này là để chỉ là cô ấy chuyển vào cái nhà này một năm trước. Nếu mà hành động moved in thì em phải dùng là she moved in this house a year ago, chứ mình không viết như vậy nhá. Ok. Bạn Thảo Lê đang hỏi câu là Spain's colonial history in Latin America left a strong linguistic legacy. Câu này có nghĩa là để chỉ về cái lịch sử mà đô hộ của Tây Ban Nha ở khu vực là Mỹ Latin, nó để lại một cái ảnh hưởng rất lớn về ngôn ngữ ở trong cái vùng đất đấy nhá em nhá. Đúng rồi đấy, quá là VIP em nhỏ. Very impolite person. Ok, Pai Phạm nhá, em cô sẽ cố sớm nha. Ok, và chúng ta sẽ có cái phần tiếp theo, đó là phần về tính từ phức hợp. Tính từ phức hợp đó là khi mà các em sẽ cấu tạo là tạo thành một cái tính từ ấy, các em biết không? Đấy là một là danh từ cộng với tính từ. Thì chúng ta sẽ có cái thứ nhất, ví dụ như là danh từ cộng với tính từ. Đây cô try cho các em một số các ví dụ nhá. Một ví dụ như chúng ta có từ snow white thì snow tuyết nó sẽ là danh từ đúng không? White tính từ đấy chính là màu trắng. Vậy snow white đây chính là để chỉ tuyết trắng đúng không? Đồng hồ thì bây giờ họ hay bán đồng hồ gì nhỉ? Waterproof thì cái đấy nghĩa là gì? Waterproof. Ok, đây chính là chống lại nước đúng không? Đồng hồ chống nước đấy.
hay là mascara waterproof. Đấy là mình đi bơi thoải mái mà không sợ rằng gấu của mình nhận ra rằng trên thực tế mắt mình không được long lanh như là nhìn thấy, đúng không? Ok, and we have got it as colorblind. Colorblind, các em biết từ đấy nghĩa là gì không? Mù màu, đúng không? Color là danh từ và chúng ta có từ blind là mù, color blind. Các em biết không, mặc dù sư tử rất là hoành tráng nhưng mà sư tử lại bị mù màu. Đấy lý do tại sao mà con ngựa vằn nó có thể escape from the dangers from the lions. Ok, bài nghe lớp 191 cô Bảo Hoàng gửi rồi mà sao lại không thấy. Trời ơi, sao Pai Phạm chưa gì đã ngủ rồi. Nó tên M mà cô chắc là đang bực vì cô lên sóng bring out huge benefits for free to IELTS Spider. Ừ đúng rồi em ơi, kệ người ta đi em. Nói chung là quan trọng và quan điểm của cô là cô chỉ cần quan tâm những người yêu quý cô. Còn nói chung là bao giờ chả có những người anti à em. Cho nên là kệ thôi. À, mình thích thì mình livestream thôi. Và các bạn nào thích thì các bạn xem thôi. Các bạn không thích thì các bạn không xem mà. Có cái gì đâu. Nhỏ. À ok, rồi chúng ta sẽ có một số các cái cách thức khác. Ví dụ như là mình có dạng thức là danh từ cộng với cái tính từ ấy. À xin lỗi các em, danh từ cộng với cái phân từ ấy. Các em biết phân từ không? Ok, phân từ đúng không? Đấy chính là dạng thức gì nhỉ? À, phân từ thì nó có hai dạng. Một đấy là có cái dạng ngữ phân từ hiện tại, tức là present participle, đấy là dạng verb in. Nhưng ngoài ra chúng ta sẽ có cái mà ngày xưa thì toàn gọi đấy là gì, P2, tức là phân từ 2, đấy là past participle, đúng không? Đó. Thế thì past participle đấy là dạng phân từ 2. Ví dụ cô có từ snow covered. Snow covered thì snow sẽ là danh từ và gì nhỉ? Covered. Covered thì đấy chính là bị bao phủ. À thế thì snow covered có nghĩa là bị phủ tuyết. Phủ tuyết trắng, phủ đầy tuyết trắng đúng không? Snow covered. Ok. The next one, handmade. Thế các em biết từ handmade là nó tạo ra từ gì chưa? Hand là tay và made là phân từ hai của từ make. Vậy thì handmade đấy chính là đồ được làm bằng tay. Đấy chính là đồ thủ công nè em. Ok. Peace loving. Peace loving. Peace là danh từ đúng không nào? Và loving là tính từ vậy. Peace loving. Peace loving. Các em nhớ phát âm dài đủ độ nhá. Đó chính là yêu hòa bình. Hãy nhìn những từ mà cô type này. Snow covered. Snow covered. Handmade. Handmade. Các em đừng đọc lăng nhăng là handmade nhá. Peace loving. Peace loving. Khuya rồi mà cô vẫn livestream. Đúng rồi, tớ là Vân ơi. Cô em chờ livestream của cô hàng ngày. Em yêu cô, em cũng chờ lớp online của cô lắm. Thank you Hạnh Trần nhé. Có những bạn comments như thế này sẽ là động lực cho cô rất là nhiều. Mặc dù có những người không thích cô hay là ném đá cho cô, thật ra cô không quan tâm lắm. Bởi vì trên thực tế những người đó thì họ cũng play no significance đối với cô. Rồi cô cảm ơn cả Phương Thảo Vũ nha. Xem cô dạy em hết buồn ngủ rồi cô ơi. Cảm ơn cô dạy hay nhiệt tình nữa. Cảm ơn Tuấn Anh làm soái ca của cả toàn học viện nha khiếp. À, em biết không mà cô cũng không biết rằng là mọi người humor, tức là dạng như đồn thổi với em như thế nào. Nhưng mà em biết không, bây giờ các cô giáo học viện mình cô nào cũng tranh nhau và mong chờ để được dạy võ phạm Tuấn Anh đấy. Trời ơi. Yêu cô Thủy à? Ừ đúng rồi, chỉ có những người như là Hoa mới yêu cô thôi, đúng không? Cô sẽ nói sang cái từ kế tiếp. Đấy chính là tính từ cộng với danh từ nhá. Tính từ cộng với danh từ thì chúng ta có những trường hợp. Ví dụ như các em biết không, có một từ mà cô cũng rất là thích. Đó là từ first rate. First rate. Thì các em biết không, first tất nhiên là tính từ rồi. Cái này nó có nghĩa là đầu tiên. Rate là xếp hạng, không đọc là rate nhá. First rate. First rate, đấy chính là hạng nhất đấy. Ok, cô rất thích từ đấy nhá. Không hiểu sao hồi cô đi học mà cô thi những cái giải văn, bố cô chỉ thích cô first rate, chứ cô mà second rate, thực ra là bố cô sẽ không cảm thấy vui lắm đâu. Large scale. Large scale, đấy là để chỉ những cái quy mô lớn. Và có một location mà các em cần nhớ, đó là
on a large scale. Đấy là ở một quy mô lớn. Ok. The next one, barefoot. Barefoot. Đó chính là đi chân trần, hay mình gọi đó là đi chân không, đúng không? Ok. Thật ra có những người đá xoáy cô, nhưng thật ra cô không quan tâm lắm. Em mới đo bụng với cô đấy ạ, yêu cô ạ. Ừ đúng rồi đấy Hương nhận ạ. Lúc nãy có một đứa nó vào, nó chửi một cô táo đáng yêu như thế này là điên rồi, thì là dạy IELTS thế này bằng thừa. Trời ạ, à, dạy IELTS ở đây không ai cần thừa. Trời ạ, à, không biết là thừa đến đâu, nhưng tôi chỉ cần biết là có 200 người luôn luôn attend livestream của tôi. Nhưng lúc nào mà thời điểm nó đông đông ấy, lên đến 600-700 người. Nếu mà tôi thừa thì chắc là 600-700 người đó thì họ đã không attend, họ đã bỏ đi chơi Pokemon hay là chơi gì gì đó từ lâu rồi nhờ. Hương nhận nhờ. Rồi, chúng ta sẽ có từ kế tiếp, đó là tính từ ai đá cô để em á. Ừ đúng rồi đấy. Ở trên ấy, đấy, nó đá đấy. Đấy, vào inbox nó đi đôi co với nó đi. Tính từ cộng với phân từ này. Tính từ cộng với phân từ thì chúng ta sẽ có cái dạng. Đó là ví dụ như chúng ta có tính từ là ready. Ready là sẵn sàng. Made, made, made. Đấy là P2, đó là phân từ của từ make. Vậy thì ready made là cái gì đấy nó được làm sẵn, đúng không? Ready made, ready made. Ok. Good looking, good looking. Good là tính từ và looking là cái dạng thức gì? Phân từ, và đấy phân từ hiện tại mà em. Good looking đấy chính là ưa nhìn. Nhiều khi cô nghĩ rằng là các em dùng từ, nhưng các em lại không thật sự biết rằng những cái từ đấy nó xuất phát từ đâu, nó ở đâu đến, nó tự nhiên lại giờ gọi là sa đà xuống trái đất mình à. White haired, white haired đấy là tóc trắng. Nhưng mà các em nhìn cô Thai này, white haired, white haired, cái này ở dạng tính từ đấy nhá. Ví dụ như là một người phụ nữ tóc trắng sẽ là a white haired woman. A white haired woman, chứ không phải là white hair, không, mà là white haired. Ok. The next one is, chúng ta có cái kế tiếp này, đó là tính từ cộng với tính từ, đúng không? Đó, ví dụ nha, ấy này, mấy cái này nó mới hay này. À, các em biết không, cô đang nghĩ đến cái việc là phương pháp phức hợp giữa tính từ và tính từ. À, ví dụ nha, các em biết từ đỏ là gì không? Đỏ, tính từ ấy, red. Red, đúng không? Và các em có biết không từ nóng là gì không? Nóng là gì à con trai mẹ ơi? Heart, đúng không? Red heart. Red heart, đấy chính là nóng hổi. Nghe hay không? Red heart. Red heart, đấy là nóng hổi. Đợi cô tí rồi cô thai. Red heart. Red heart là nóng hổi. Các em biết cái từ đắng là gì không? Bitter. 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 Các em biết từ ngọt là gì không? Sweet. Sweet, sweet. Vậy cái gì đấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng, các em biết người ta gọi là gì không? Bittersweet. Bittersweet. Ok, I've got bittersweet marriage or love. À, tôi có một cái cuộc hôn nhân này là một tình yêu bittersweet, có cả ngọt ngào lẫn đắng cay, đúng không? Light green. Light là gì nhỉ? Light là nhẹ nhàng, đúng không? Green là màu xanh. Vậy light green là màu xanh lá cây nhạt. Đấy, hay không? Đấy, mấy từ đấy là tính từ cộng với tính từ đấy. Red hot, đúng không? Nóng hổi này. Bittersweet, bittersweet là vừa ngọt vừa đắng, đúng không? Vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ok, chúng ta có nữa, đó là trạng từ cộng với tính từ. Đó là trạng từ cộng với tính từ. Các em biết không, chúng ta có cái gì nhỉ? Evergreen, 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 mãi mãi xanh đúng không? Đây là cái cây thương xanh ấy. Over nice, nice, nice là tốt đẹp đúng không? Như các em biết không? Over nice là quá, quá, quá nhiệt tình, quá, quá, quá tốt luôn ấy. Over nice tức là người ta tỉ mỉ quá, người ta cái gì quá, 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 quá luôn ấy. Considerate quá mức. Các em biết không? Thực ra là cô nghĩ rằng trong cuộc đời thì chúng ta không nên có cái gì đấy quá cả. Bởi vì các em biết không? Yêu quá thì hóa rồ mà là tốt quá thì cũng hóa ngu. Nên cô nghĩ rằng cái gì mình cũng nên bình thường thôi. Ví dụ các em mà có nhắn tin cho gấu thì cũng chỉ là em yêu anh chấm, hoặc cùng lắm là em yêu anh chấm than. Đừng có em yêu anh quá nhiều mãi mãi bla bla, rồi em yêu anh đến chết đi được. Trời ơi, không có thì mình vẫn phải sống cuộc mình, cuộc sống của mình chứ, vẫn sống bình thường chứ nhờ.
Tuệ Mẫn Uyên, là đầu tiên em thấy cô, em muốn theo dõi các bài giảng của cô. Em cảm ơn cô, chúc cô mạnh khỏe và có thêm nhiều bài giảng theo dõi. Ô, ngày nào cô livestream mà Mẫn Uyên ơi, em nhớ là follow cô nhé. Tôi chửi cô đấy mà ra đường tôi tống cô chết sau. Không xem nổi phát trực tiếp làm gì, trời ơi. Hi. Bình thường có cô thường like lúc mấy giờ? À, cái này thì nó cũng tùy từng lúc nha em. Thực ra là nhiều khi thì cô có thể livestream vào buổi sáng, nhưng mà sáng tuần tới thì cô bận mất rồi. Ý cô là sáng từ tuần ngày mai cô bận mất rồi, vì có một số bạn thì bạn ý đang rất là cần cô hỗ trợ cho cái phần listening và reading, vì các bạn đó sẽ attend vào cái kỳ thi vào ngày 17 tháng 12 và 15 tháng 12. Nên là các bạn có nhiều cô thì mai cô đã nhận là sẽ gà bài cho các bạn đó trong vòng từ bây giờ đến hôm đấy là hơn 10 ngày rồi. Nên là cô không thể livestream một buổi sáng, chắc cô sẽ cố gắng livestream vào các buổi tối. Nhưng tối mai thì cô cũng bị bận mất rồi, mai cô rất nhiều lịch làm việc. Nên là cô nghĩ rằng cô sẽ cố gắng làm sao để cô tốt nhất là livestream và gặp các em vào tối thứ ba nhá. Ok, và chúng ta sẽ có cái từ kế tiếp, đó là cái chặn từ cộng với phân từ nhá. Các em nào mà muốn nhận được cái tài liệu full của cô thì các em hoàn toàn là có thể share cái livestream này và các em thắp 3 người bạn các em vào, và ở bên cô thì các bạn đó sẽ gửi cho các em cái tài liệu full của cái bài cô đang dạy nhá. Rồi chúng ta sẽ có từ kế tiếp, đó là far reaching. Far reaching là cái gì đó có ảnh hưởng sâu rộng. Các em biết không? Far reaching tức là nó có thể tiếp cận đến rất là xa 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 nó. Vậy far reaching ở đây đấy chính là ảnh hưởng sâu rộng. The next one is well informed. Well informed đấy là được cung cấp rất nhiều thông tin. Vậy chúng ta sẽ có là well informed. And the next one, widespread. Widespread đó là lan truyền rất là rộng, đúng không? Ví dụ một tin tức mà rất nhiều người biết đến sẽ là ấy, cái đó widespread news. Ok, đúng rồi em, far reaching. Far reaching. Rồi, và cuối cùng đó là phần thứ ba, là về động từ phức hợp. Động từ phức hợp thì chúng ta có dạng thứ nhất, đó là chặn từ cộng với động từ. Vậy thì ví dụ như các em biết không, mình có thể vượt qua một cái chuyện gì đấy thì mình có dùng động từ đó là overcome. Đấy là để chỉ mình có thể khắc phục, mình vượt qua được mọi chuyện gì đấy. Hope you guys are strong enough to overcome all ups and downs of life. Hy vọng là, cô rất hy vọng rằng các em sẽ có đủ cái sự dũng cảm và sự mạnh mẽ trong cuộc đời để vượt qua mọi ups and downs, lên bổng xuống trầm rồi, lên voi xuống chó của cuộc đời, đúng không? Uphold. Uphold là nâng tầm, nâng cao cái gì đó. Và uphold ở đây có nghĩa là ủng hộ một ai đó. Đấy, các em thấy không? Hold up, uphold. Spread out, spread out. Vậy chúng ta có từ đấy sẽ là outspread. Outspread, outspread, outspread. Ok, nó có nghĩa là triển khai, đúng không nào? Ok, và danh từ hoặc là động từ thì chúng ta có thể kết hợp nữa. Danh từ cộng với động từ nhá. Ok, đó là ví dụ như các em biết không, chúng ta có từ sun, đấy là mặt trời, thì chúng ta sẽ có cái từ nữa là động từ là tắm. Vậy thì sunbathe, động từ đó sẽ tạo thành là tắm nắng, đúng không? Ok, có một bạn, một số bạn đặt một số câu hỏi cho cô, thì cô sẽ, cái bài học của cô thì về 3 phần, đó là danh từ phức hợp, tính từ phức hợp và động từ phức hợp, thì cô có listing cho các em xong rồi, thì bây giờ là cô sẽ trả lời một số các câu hỏi của một số bạn nhá. Đây cô trả các em nhá. Rồi thì có một bạn đầu tiên hỏi cô về cách phân biệt giữa những cái từ là say, tell và talk đó. Thế thì cái từ này nó có những cái gì khác nhau? Say, tell và talk. Say nha em, say thì là một cái động từ mang nghĩa là nói ra hoặc là nói rằng, tức là nó sẽ chú trọng vào cái content, cái nội dung được nói ra. Ví dụ như là cô ấy nói rằng cô Thủy rất đáng yêu. She said that Miss Thủy was lovely. Đấy, ví dụ thế. Hay là he say I love you in English and I feel quite nice. Đấy là ví dụ ở cái ý đấy thì em thấy rằng say
Thì sau say ví dụ nó có thể là that, thì sau that là một cause, tức là một cái mệnh đề, thì nó sử dụng để nhắc lại cái cụm danh từ phía trước hoặc là một mệnh đề. Còn tell thì các em có thể thấy là cái động từ nó sẽ có nghĩa là kể hoặc là nói với ai một điều gì, vì mình có cái structure gì nhỉ, to tell somebody something, bảo ai làm gì, hoặc là tell somebody to do something, đúng không, cho ai biết điều gì, tell somebody about something. Ví dụ như là my husband tells me a funny story, chồng tôi kể cho tôi một câu chuyện rất là buồn cười, đó chẳng hạn thế. Còn cái từ speak thì chúng ta dùng khi mà nhấn mạnh đến cái nghĩa là phát ra tiếng hoặc là phát ra lời, tức là ví dụ em nói chuyện ai đấy, ví dụ to speak to somebody, ví dụ như là nói gì, chẳng hạn như người mà bị câm ấy, thì chúng ta thấy rằng là she can't speak, đấy là không thể nói được. Đấy, ví dụ thế. Còn cuối cùng là từ talk thì nó sẽ có cái nghĩa là nói chuyện với ai hoặc là trao đổi với ai về chuyện gì. Nhưng mà nó khác từ speak ở chỗ là nó nhấn mạnh nhiều hơn đến cái động tác là động tác nói. Ví dụ như mình nói là they are talking about the problem, họ đang nói chuyện và họ đang bàn tán về cái vấn đề đấy. They are kind of Vietnamese and American, so sometimes they talk to each other in English. Đấy, kiểu những cái như vậy. Thì đấy là cái sự khác biệt. À, in time và on time mà hậu. In time có nghĩa là kịp lúc, còn on time có nghĩa là đúng giờ. Ví dụ như lớp học của cô bắt đầu vào lúc 6 giờ tối mà em đến trước hoặc là đúng 6 giờ tối thì đấy gọi là on time. Còn nếu như mà em đến lúc 7 giờ, cô dạy từ 6 giờ 9 giờ tối hàng ngày, thì nếu em đến lúc 7 giờ nghĩa em no more on time, nghĩa là em không còn đến đúng giờ nữa, nhưng mà em vẫn in time, đấy là vẫn đến kịp, vì em vẫn học được 2 tiếng nữa mà. Ô, cô vẫn nhớ mãi rằng có cái bài hát là cái bài gì nhỉ? 25 minutes too late, đúng không? Đấy, em hay không? Đấy là cái từ bài nói về một cái tình yêu bị lỡ lạng. À, cô xin phép trả lời một bạn cuối cùng nữa nhé. À, một bạn cuối cùng thì có hỏi cô về từ, đây bạn gì đây, hỏi cô về cái từ trouble và từ problem, vân đúng không? Thì problem nó là một cái danh từ đếm được và chỉ ra rằng một việc gì đó mang lại một cái phiền toái hoặc là khó khăn. Ví dụ như mình vẫn nói là I have a problem, I have problem with cái gì đấy, chứ mình không nói là I have a trouble with. Ví dụ như là các em thấy không, cô nói rằng là tao, máy tính của tao nó gặp trục trặc ấy, tao bị trục trặc cái gì với máy tính, thì mình sẽ nói I have a problem with my computer. Đó. À, thì chúng ta không nói have a trouble with my computer, đúng không? Còn cái trouble là một cái danh từ nó không đếm được, tức là nó có nghĩa là một cái sự quấy dày, một cái sự khó khăn hoặc là cái phiền muộn hay căng thẳng gì đấy. Ví dụ như là I have trouble listening to IELTS scripts. Đấy là em gặp khó khăn trong cái việc là em nghe cái script của cái IELTS thì em không hiểu được, không catch được câu trả lời đấy. Đấy, cái từ đấy sẽ là từ trouble với lại từ trouble với lại từ problem thì nó khác nhau như vậy. Ok. Các em biết không, mai lại là ngày đầu tuần rồi đấy. Một tuần bây giờ nhanh nhỉ các em. Rất là nhanh luôn đúng không? Đấy, cô cảm thấy như kiểu thời gian đúng như kiểu gọi là chó chạy ngoài đồng ấy, kinh khủng luôn. Nhiều khi cô cảm thấy rất sợ khi thời gian trôi qua mình sẽ ra đi ấy. À, cô trả lời bạn cuối cùng đó là Vũ Lê Sơn nhá, lần này cuối cùng thật nhá. Đấy là chúng ta sẽ có cái sự khác biệt giữa từ around và từ round. Round là một cái từ rất là thông dụng ở UK, còn từ around thì nó rất là thông dụng ở America, đấy là ở Mỹ. Thì ở UK, ở Anh người ta sử dụng cái từ round, đấy là để nói về những cái chuyển động hoặc là cái vị trí quanh quanh cái hình tròn hoặc là cái đường cong hay cái đường vòng ấy. À, ví dụ như các em có thể thấy là ví dụ mình nói là họ ngồi quanh một cái bàn ấy, thì mình sẽ nói là they sat around the table. Đấy, kiểu những cái như vậy. Khi mà nói về chuyển động không theo một hướng nhất định nào đấy thì các em có thể dùng around, about, như là round với cái nghĩa là đó đây khắp. Ví dụ như cô nói là cô Thùy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, cô sẽ nói là Miss Thùy wanna travel around the world. Đấy, kiểu như thế. Đấy, thì đấy gọi là around. Còn từ round thì nó có nhiều từ khác nhau, à nhiều nghĩa khác nhau, có chức năng khác nhau. Như các em thấy là round có nghĩa là danh từ, động từ, tính từ, mà ta không thể dùng cái about tương đương đâu em. Ví dụ như là chúng ta nói câu là trái đất quay xung quanh mặt trời chẳng hạn, thì sẽ là the earth
moves around the sun. Đấy, hay là chúng ta thấy rằng là những cái vệ tinh nhân tạo nó bay bay quanh mặt trăng ấy, the satellite, giống trong cái bài kiểu như là IELTS về space research, the satellite has passed once or more around the moon. Còn trong tiếng Anh giao tiếp thường ngày của các em thì around, around nó thực dùng với nghĩa là ước chừng, khoảng chừng gì đấy. Ví dụ như là tôi nhớ rằng là tôi đã gặp cô ấy cách đây khoảng 8 năm gì đấy. I remember I met her about 8 years ago. Đó, hay ví dụ như họ đi ra đi vào khoảng khoảng buổi trưa nay, tôi không nhớ lắm. They're leaving around the about midday. Đấy, ví dụ thế nhá. Ok, rồi cô sẽ gặp lại các em vào ngày thứ ba. Chắc chắn rồi, vì mai là một ngày mà cô rất là bận. Thứ hai là ngày đầu tuần, cô phải họp với các thầy cô giáo ở bên học viện. Nên chắc chắn là ngày mai cô không có cơ hội để gặp các em trong livestream mất rồi. Cô sẽ gặp lại các em vào thứ ba nhá. Mơ thấy nhau là cái chắc đấy Hoa ơi. Nhưng mà nhớ hẹn của chúng mình nha. Chúng mình hẹn gặp cô ngày mai. Cảm ơn cô nhiều. Cô chào Thủy nhá. Chào tất cả mọi người đang xem livestream nha. Bây giờ thì cô Thủy phải đi soạn bài đây, bởi vì là mai cô có tận hình như là 4 ca học vào ngày mai thì phải. Đó. Ok, thứ ba mấy giờ thì cô sẽ báo sau nhá. Gia Bảo ở trên cái fanpage của học viện, em có thể follow fanpage của học viện để biết được nha. Vì mai cũng mấy ngày đầu tuần thì mai cô sẽ xem lịch làm việc của cô, xong cô online lúc nào thì cô sẽ thông báo cho các em từ buổi sáng nha. Ok, xin chào các em nhá. Hẹn gặp lại các em, cha cha.